Ok, lên em. Hôm nay thì chúng ta lại chơi qua những con game mới trên Steam Next Fest. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của sự kiện rồi, nên tranh thủ chơi được con bao nhiêu con game thì chơi. Sự kiện này kéo dài từ ngày 5 đến ngày 12 nha, theo cái giờ Việt Nam mình đó. Nên chỉ còn khoảng vài tiếng nữa là hết. Thường hết cái sự kiện á, một vài dev họ sẽ gửi cái bản demo đi, nên chúng ta không thể chơi được nữa. Nên bây giờ tranh thủ chơi được con game nào thì chơi. Đầu tiên là con game Outcast, A New Begin. Lúc nãy tôi có chơi con game này thử tí rồi. Tuy nhiên á, con game này nó thuộc vào dạng 3A nên nó rất là nặng luôn. Con máy của tôi chơi thì nó phải để cấu hình xuống rất là thấp. Ngoài ra thì nó cũng giật rất là nhiều nữa. Đây, con game này thuộc dạng 3A nào. Nó tiếp nối một cái phần của năm 1999. Giá con game này của 3A là nó khoảng 700.000 Việt Nam đồng. Nên giảm giá 17% thì còn dưới 600.000 tí đó. Giá nó là 60 đô luôn nha. Game này nó rất là nặng luôn. Nó dạng thế giới mở nè, góc nhìn thứ ba rồi lại hành động phiêu lưu nữa. Sao mà zoom lên thì lại đứng như thế này. Outcast, A New Begin. Game này cái yếu tố hành động của nó tương đối bình thường, anh em chỉ có bắn súng cơ bản thôi. Ngoài ra thì một cái khiên và một cái đòn đánh cận chiến. Những cái gì xoay quanh cái gameplay mà hành động á, chỉ đều là mình nâng cấp súng là hết. Mình sẽ nâng cấp mấy cái loại vũ khí thôi. Đây, vô cái trailer này thì nó thiên về hành động nhiều hơn. Đó, mình sẽ xoay quanh cái khẩu súng của mình, nâng cấp rất là nhiều thứ, đạn dược nè. Ngoài ra thì tôi chưa thấy những cái yếu tố gì mới. Thả bơm này như bơm gốc kép vậy nào cũng được. Cái này là chắc là dạng kỹ năng này. Game này thì nó nặng, cực nặng luôn, nên con máy tôi là chỉnh medium hết luôn á, mới kéo được 60 fps mà nó vẫn góp rất là thường xuyên. Con này thì nó đánh nhiều vào cái yếu tố movement hơn là cái hành động nhiều. Khả năng di chuyển trong con game này rất là đã luôn. Anh em có thể sử dụng mà cái jetpack nè, cái dạng cái tên lửa sau lưng á, để chạy nhảy cao rồi lướt đồ rất là nhiều thứ. Thôi, chơi đôi con game này tạm thời giới thiệu đến đây thôi, nên cũng không có chơi. Game sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 3 sắp tới, tức là khoảng 1 tháng mấy ngày nữa. Rồi, bây giờ chúng ta vô con game đầu tiên. Thì tôi cũng vẫn chưa biết chơi con game nào, chắc là lựa trong cái đống này thôi. Có con mà Emberward nè. Emberward thì tôi mới mở lên tí xíu à, chơi chút xíu thì tán ngang, tại vì lúc đó cũng đang khá là bận nữa. Đây, con Emberward, con game dạng tower defense, tương đối là thú vị luôn. Mình thì sẽ sử dụng mấy cái khối lóc này, xây dựng nó lên tạo một cái đường đi, chặn mấy cái con quái lại. Đó, mình xây càng nhiều á thì đương nhiên là mình chặn quái càng tốt. À, đây là những cái mà mấy cái này dạng như cái thẻ bài á, mình có thể chọn khi bắt đầu cái trò chơi. Thì tôi cũng mới thử thôi, mới chơi xong được đúng cái mà một cái quay đầu tiên. Cục xí ngầu hả? Bắn rất là đã nè, đổ áp phết đó chứ. Rồi, Emberward, game dạng tower defense, màu sắc rất là đẹp đẽ luôn. Mấy cái hiệu ứng súng ống, vũ khí, hiệu ứng đầu cũng tốt hết. Đây là những cái map mình có thể xây làm sao để con quái nó đi cái quãng đường xa nhất. Rồi, bây giờ thì chúng ta vô game đã. Emberward demo. Game này được làm bằng Unity. Option FPS 120, ngôn ngữ tiếng Anh, không có rung lắc màn hình. Mấy cái hiệu ứng music tương đối đi, sâu để thấp thôi. Game này có FPS nó cao lắm. Rồi Reddit, đây. Game này được làm bởi một người duy nhất nha, Gavi C. Đặc biệt cảm ơn. Dịch qua tiếng Nhật thì có UA file này nè. Âm nhạc thì có Alexander Nada. Một người làm mà con game như thế này thì quá là thành công rồi. Casual thôi nha. chơi bản demo chủ yếu là trải nghiệm nhanh coi con game nó như thế nào. Đây là cái go map tuyến đường đi, hồi nãy tôi mới chơi xong cái này đầu tiên này thôi, cũng chưa biết là cái gì. Mình có thể nâng cái điểm ta lành lên, có 10 điểm, hồi nãy tôi chơi được 10 điểm á, bây giờ 15 điểm thì chắc nâng cái này lên. Đây là con boss đi, không biết khi nào mới đánh boss được. Chúng ta vô cái học viện đầu tiên. Cái học viện này thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái bộ kỹ năng của mình. Cái này mỗi lần vô là mỗi lần nó mới. Thử vận may của bạn, con số gold nhưng cục xí ngầu chính là cái sát thương mà gây ra bởi cái trụ. Cái trụ độc nè. Cái này nãy trong mà cái trailer thấy á. Canon cái trụ độc. Cái này hơi khó xây không? Cái này là cái gì? Bắn thường thôi. Bắn 6 đam trên giây hả? Làm giảm máu của một quân địch. Trái tương nó sẽ còn dồn lên và tăng lên 3 lần. Cái này trụ phun lửa xí ngầu. Tôi muốn cái trụ độc này nên chọn cái này đây. Mỗi lần mình hoàn thành một cái ba gác thử thách á, sẽ nhận thêm 550 cái Ember. Khi mà cái trụ điện của mình tấn công quân địch thì có 20% cơ hội triệu hồi thêm cái trụ điện ra 3 đam nữa. Cái giá khi quốc cạc giảm 20%. Cái này đằng sau ta. Cái này mình không có trụ điện nào cả, chỉ có cái trụ độc với hai trụ nâu màu thôi, nên không biết mình chọn thử cái này. Bây giờ có thể đi đường trên hoặc là đường dưới nè. Đi đường trên đi, đường trên có cái này nó lạ lạ. Bây giờ quái nó sẽ đi 3 đường luôn, 1, 2, 3. Mình sẽ xây cái này cho quái nó dồn vô một đường thôi. Ở bên đây có cái trụ đam nè. Bây giờ quái nó dồn qua đây rồi. Nó đi qua đây, nó đi qua đây rồi nó dòng qua đây cái nữa. Xem sao ta. Rồi, tạm thời như thế này đi. Cái trụ độc này tôi vẫn chưa biết xây làm sao. Cái trụ này thì nó đánh hên xui dữ lắm. Chết rồi. Xây như thế này thì không được nha. Xây như thế này mới ổn cho lắm. Chết rồi, bán nó có 2 đồng hả? Trời ơi. Rồi, tạm thời như thế này đi. Quay 1 thì chắc nó đơn giản này. Nhện nó chạy ra. Thôi xong tôi rồi. Quay 1 mà sống được nữa hả? chơi luôn. Ba đam. Cái độc này khá là mạnh đó nha, nó rút một máu rất là nhiều nè. Mình xây hai cái bên thì được không ta? Mình sẽ lùa nó đi thẳng xuống dưới này nữa. Tới đây đọc thì hơi trễ rồi. Rồi, vô. Còn 2 tiền. Có hai cái trụ độc này chắc nó gánh hết game luôn á. À, độc nó có cộng dồn nha. Ngon. Cái này tăng sát thương thì trụ này đi để nó lách hết. Cái này đánh lan. Tí nữa kiếm cái gì nhét vô đây cho nó lên độc. Con nhện bự kìa. Không biết tí nữa có cái trụ nào mà nó mắc tiền nữa không? Tí nữa có cái trụ nào mắc tiền hơn á thì nó tối ưu hơn. Chết rồi. Đi ngang hai cái trụ độc mà nó mạnh gì đó à. Trời ơi. Cái kêu gì bá đạo vậy? Nó giọng cái là câm lặng hết luôn. Thay vì như thế sao không dồn lên trên này? Không được nữa ta. Đi. Không, thủ ổn, không sao hết. Trong cái bản demo này thì mình không thể nâng cấp được cái trụ lên. Nên mấy cái mà trụ vị trí đẹp như thế này á, không có phát huy được cái lợi thế. 10 ruby, 10 cái này, một cái cạc mới. Đây cái trụ 2x2. Bắn qua ra quả cầu tiết nó sẽ làm chậm đi. Trụ này đánh rất là chậm luôn. Cái này đâm lửa, cái này đâm normal, cái này đâm băng đi. Lấy băng với độc. Mình có độc của mình thêm làm chậm nữa là nó rất ngon. Bây giờ chỉ có một đường thôi, phân dân gì nó. Quái nó đi hai đường như thế này hả? Những cái có chữ ít này á, là mình không thể xây lên nó được nha. Đấy. Đấy. Béo ổn rồi anh em ơi. Nó đi tỉnh như con cùi luôn. Thêm lá nữa đi. Mình còn 14 máu hả? Nãy sổng con ở đây sai lầm quá. nó đi xuống đây, rồi mình sẽ bắt nó ghẻo vào đây, đi vòng xuống chỗ này, đi vòng đây. Ê, bấm độn rồi trời, bấm đây mới đúng. Vẫn ổn, vẫn ổn. Thôi xong nữa rồi, thiếu ô rồi. Tí nữa mình xây cái này không đủ tiền hết ta. Bốn ô hả? Đầu nào thì mình cũng không xây được cái nữa, rút luôn. Khó vết nha. Con quỷ nè, nó rất là trâu nè. Rồi, vẫn ổn, không sao hết. Cái này có 2 nút à. Cũng đơn giản. 30 luôn. Cái cạc chữ T. Normal. Cục xí ngầu lên đến 20 luôn. Fireball là trụ lửa hả? Vừa độc vừa lửa luôn được không ta? Chơi đi. Vừa độc vừa lửa. 3 gác thì cộng 50. Đây. Tăng cái hiệu ứng độc. Mình đang mua độc rất là nhiều. Cái này nó có cái dương miệng là sao ta? Tăng thêm 5 máu. Giá item trong cửa hàng giảm tí. Dụ lửa. Cái này không hiểu cho lắm. Tôi cần là cái trụ độc kia. Độc nào. 30 lần, thiếu 3 điểm. Thiếu 3 điểm nữa mình tăng được cái hiệu ứng độc lên, quá bá đạo luôn. Cái này đơn giản vậy thôi à. Không xây cái này thì nó không kịp đâm đâu. 1, 2, 3, 4 hả? Số 6 ngon. Số 5 ấy, số 1 cứt. Không lẽ trời ơi bán không đồng. Vãi thiệt bán không đồng. Như một trò đùa luôn. Cái này quái nó chỉ vô có một đường thôi. Xe cái này nãy đây xe tầm quá. Rồi, đợt sau mình dồn xuống cái khu này được rồi đó. Không cần dồn hết lên đây đâu. 1, 2, 3 cái độc nữa là vừa đủ luôn. người nó chỉ có một ô hết ta. Chết luôn à. Hên là ra số 6 á, không ra số 6 là tôi toan luôn rồi. Nó đi nguyên vọng hoàng đấy. Số 3 cũng được, không tệ cho lắm. Và hết khu này nữa bắt đầu nó dễ dễ rồi. À nó còn đi vòng được đường ngoài nó thiệt. Số 2 thì thôi bán luôn. Gà cha số 5 được. Đi sang hết cái khu này nó bắt đầu nó dễ dãy không à. Trụ này bắn cũng nhanh phết đó chứ. Cháy gần luôn à. đi chỗ này phải cho nó vòng xuống đây, nó phải vòng ngược lên. Chứ là lắp vô đây nữa à, không được hết ta. 23 gặp được. Chặn luôn cái đường này nữa. Phải bắt đầu nó đi được tới đây luôn rồi. Rồi, tí nữa mình đẩy một cái đường ngang đây nữa. Chữ L là nó sẽ phải đi qua đây. Chỗ này thì quá gần để xây mấy cái trụ độc rồi nên nó không phát huy được tác dụng méo gì cả. Quái nó tự ra luôn rồi. Độc của mình bây giờ nó làm chậm mấy con quái luôn nè. Đã không? dưng đóng tiền luôn rồi. Xây do dài vô. Rồi, win. Bây giờ được cái kẹt thẳng. Cái này vẫn bắn ra độc hả? Cái này điện. Cái này bắn bình thường thôi. Mình chơi chủ động rồi đi, không chơi cái chủ của xí ngầu rồi đó. Mình on in vô độc luôn. Đây nâng được cái độc nè. Điện có luôn hả ta? Lửa cũng được, tí nâng lửa luôn. Cái này khó gì? Chết rồi, nó đi kiểu này là chủ độc mình sao mà xây được. Đây nó dồn hết lên trên nè. Sao ta? Trời, mấy cái này nó chạy rồi gì đúng hên xui luôn á. Kệ nó bắn được ai nó bắn. Tí nữa cố gắng xây mấy cái trụ độc này này. Không xây lên được cái đường dây hả ta? Có vết đó. Được một cái trụ độc nè. Mình sẽ dẫn nó đi thẳng vô đây luôn. Rồi, ok. Nguyên vàng tiểu liên ở đây. Rồi số 2 bán luôn. Số 4 cũng được. Ôi ơi, nó bắn cái cháy gần luôn kìa. Ủa nó bắn đạn nãy hả ta? Kìa. Đã vậy. Tí nữa cái trụ băng mình để ngay đây. Rồi ok. Sói nè. Chả lo, nó yếu đuối lắm. Đi còn con nữa hả? Mạnh mẽ quá rồi, dư sức thủ rồi. Hai con đi chung với nhau nữa chứ. Này thì đi chung. Giờ áp ca tu win thôi. Được nhiều, được 50 luôn. Cái cạc chữ cộng, dấu cộng này, Neighbor Tower hả? Cái này là trụ điện. Dam 3 nhân 10 mục tiêu. 15 ô, ngon nha. Vậy là tính ra dam 30 nhưng mà dây nó bắn 3 lần thì giảm xuống còn 10. Không ngon mấy. Neighbor này chia 4 ra là 20. Bắn phát 80 chia 4 ra là 20. Elite chích 5. Cái này là 5 đam. Nhưng mà xây 6 cái này lên là 30 đam. 4 cái này lên. Tức là nó 5 đam mỗi giây. 5 DPS là giá 15 tiền. Cái này gấp 4 lần. 5 DPS gấp 4 lần lên 20 DPS. Còn cái này 30 chia 3 là nó 10 DPS thôi. Cái này cũng 10 DPS thôi. Nhưng mà lấy cái trụ Neighbor đi. Mình nâng cái điểm lửa. Vừa mới lấy cái trụ kia thì nó lại cho cái bút điện lấy tiền. Hai mươi trăm đam cho bot, cái này quan trọng nè. Một hai quay nữa là mình gặp boss hả ta? Chết rồi. Trời ơi, nó đi 1, 2, 3, 4 đường luôn. Nó đi tới 5 đường nữa đó trời. Méo ổn cho lắm. quay đầu thì chắc vẫn thủ được, hy vọng vậy thôi. Hồi nãy đáng lẽ không nên bít cái đường dưới này mà là bít cái đường trên này nè, tại nó gần cái chỗ này quá. Sai rồi. Tí nữa mình bích cái đường này luôn, nó sẽ đi vòng lên trên này. Rồi, ok. Cái này thủ đổn không ta? Không, cái này nó chưa có đi. Chết rồi. Ây da. Trụ này bắn không tới. Thôi xong tôi rồi. Đây, cái chủ gánh tem của chúng ta đây. tí nữa mà ném nó đi đường trên luôn. Bây giờ chỗ này hơi yếu. Năm 28 ngon. Bắn cái cháy gừng. Rút thêm lá nữa. Tí nữa mình xây cái trụ sniper ngay chỗ này hoặc là ngay trong này, rút luôn đi. Chó nè, chó nè. Bùm bùm 120 đam. Tí nữa mình đẩy một cái sọc ngay đây qua luôn, đút lên. Rồi win luôn rồi đó. Còn một quay nữa thôi. Rút luôn. Nhẹ nhàng. Rồi ok. Trời ơi, còn nữa hả? Rồi quay sau là quay boss rồi đó. Xi ngầu đi. Shop mình có 180 tiền. Còn 2 quay nữa tới boss nên vô shop thôi nữa rồi. 22 điểm thì chả làm được cái gì cả. Không tăng được cái này luôn. Rồi vô shop đi. Chủ này chủ điện nữa, chủ nó mồ. Cái này bây giờ cho thì quá trễ rồi, chả được cái tác dụng quái luôn á. Chủ điện 2x2 này thôi không cần đâu, mua đãi này đi. Ây da, mình chặn cái đường này với cái đường này luôn, ép quái nó phải đi từ qua đây, đi vòng xuống đây, mình đi ngược đây, đi qua đây rồi. Chỗ này có 2 ô à, không được rồi. Từ đã, bây giờ dọn con quái này đi qua đây nè, đi thẳng ra đường nè. Nếu được luôn. Thử rồi, liệu một phát ha. Không được, không được. Cửa này nó hết ra rồi, từ từ. Ê. bít cái đường này luôn, rút lên. Không có cái một trống nào ta. Tôi muốn đi lại chỗ này, lóc cái chỗ này nè, để cho tụi này nó dẻo qua đây luôn. Nó bắn rồi. Đem dài cái trụ băng đó rồi trụ lửa lên. con boss đâu ta, chưa thấy con boss nữa. Quay sau chắc mới là con boss, chơi tiếng rưỡi nữa hết trời. Hai cái trụ điện luôn, trụ điện này thì 2 rưỡi, 25 chia 2 12.5 6 63 có thể 18. Lấy trụ băng. Bây giờ mới đánh boss nào. 42 điểm thì chả nâng được cái gì cả, chỉ có nâng được cái này thôi. Boss nó đi hướng này lên. Mình chặn luôn một bên đi. Hồi nãy mình không có bỏ cái trụ kia vô hả ta? Tôi chết tôi rồi. Trời ơi, không có bỏ cái trụ điện vô rồi. Nhưng bây giờ cái một này nữa. Rồi bó tay luôn, chết tôi rồi. Cái gì? Một, hai, ba, bốn, năm. Hỏi quay là nó phá một cái trụ này của mình. Bây giờ một là mình phải xây ra ngoài này để là nó đi đánh mấy cái trụ này á, mình còn bắn được con quái. Còn nếu như mình xây ở trong không á, một hồi nữa nó lỗi dữ lắm. Nên tí nữa tôi sẽ dồn vô đây, xây chỗ này nè. Chứ này nó chỉ là bẫy mình thôi. Mày bắn chắc nổi mà. Nổi không? Nổi. Mình gãi nguyên một cái bầy trụ đó ở đây là xong rồi. Tí nữa lắp chữ L vô đây. Chỗ này nè. Chết rồi, không có chữ L kia rồi. Phần nửa quay mà nó còn bao nhiêu máu đây là cao dữ lắm đó nha. Chết rồi. Trời ơi chứ ngu, đặt bên đây mới đúng nè. Bây giờ không có thu rồi được nữa. Rồi, thủ được, thủ nhẹ nhàng luôn á. Nãy chạy cái thanh này sai lầm quá. Ủa? Win luôn đó hả? Trời ơi, chơi cái mức casual nên nó đơn giản. Rồi ok, hình như xong con game thứ nhất. Gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tiếp theo là con Synergy này đi. À, game này game 18 cộng, không có bấm vô được đâu. Bấm vô là toàn liền luôn. Nè, 18 cộng nè. Game này là con game... Ủa đâu phải con này. Con này cái gì nè. Rồi ông dev mà để tên hai con game giống nhau luôn hả? Rồi sao mà sell được? Thực ra tên nó giống nhau thì không sao. Cái UID này là nó luôn khác nhau. Game này thế loại xây dựng nó hả ta? Tốn thời gian nha. Thôi nãy chơi một con xây dựng này, nên bây giờ chơi con này đấy. Hay là con giải đố gì đó. Không phải nữa. Cái này. Con này. Một con game dạng giải đố thôi. For all the people on Earth. But what we really found was danger, danger, Will Robinson. Game gì mà làm giống cái hoạt hình thời cổ cái gì đó. Làm như phong cách hoạt hình hồi xưa chứ. Ba lô. Dễ đố. Dễ đố luôn, ok. Con đích dễ đố. Rồi, Lost in Space. Game này sẽ ra mắt. Chưa có thời điểm chính xác nào. Nguy hiểm, nguy hiểm. Bạn sẽ vào vai là Will Robinson, tiến sĩ Smith. Tiến sĩ Smith chứ ông này. Will Robinson chắc là thằng nhóc này. Và con Gobo là con này. Trong trò chơi phiêu lưu Phone and Lead 3D dựa trên chương trình truyền hình Lost in Space. Cái này hình như có phim nữa nè. Nhưng mà không biết, không nhớ tôi có coi chưa. Tại nhân vật bây giờ nó khác quá. Khám phá cái môi trường nguy hiểm, đánh lừa những kẻ phản diện, có cổ điển và giải quyết vô số câu đố bí ẩn để giải cứu các phi hành viên của các thành viên phi hành đoàn của trên sao mộc 2 Jupiter 2. À, phim này tôi mới coi được đúng cái tập 1 của nó thôi, chưa có coi nhiều. Ủa? Không có coi tài khoản Netflix này. Không có tài khoản luôn. Tôi nhớ tôi 3-4 cái tài khoản Netflix mà ta. Thôi để có gì tí nữa thích. Rồi bây giờ chúng ta vô game. Tạm thời để này qua đây đi. Đó đi Netflix. Ok. Không. Game thủ thành này cũng được nha. Nãy tôi chơi mức dễ chứ anh em chơi mức normal thì nó thử thách hơn tí xíu. Danger, danger Will Robinson. Trời ơi, nó không có bê xin, ghi xin gì hết. Rồi nên đành phải để cửa sổ như thế này thôi. Ta chơi thử game coi làm sao. Cái màn hình nó màn vuông nữa hả? Giống cái kiểu mà TV kiểu cổ thời 43. How dare you, you disreputable dunce. I am sorry, Dr. Smith. Sung sướng quá hả? Nằm trên ghế của con Gobo phục vụ. Đây, lại đây giúp bà này một tay đi. Không có tên nhân vật nào cho anh, tôi không hiểu gì cả. Bố đi đâu rồi? Dad. Dad, wait. Look, I know where this conversation's going, so let's put an end to it once and for all. The answer's no. I find this really neat cave, but you're saying I can't go in there for like a million years? Thằng cu này nó muốn vào cái hang động này để khám phá cùng với bố nó, nhưng mà bố nó thì sợ nguy hiểm nên không cho nó vào. Đây, nguy hiểm nè. Thằng cu này muốn nhìn vào trong nó tí xíu thôi, nhưng mà nguy hiểm lắm. Đây là con game giải đố rồi. Nó cũng lén lén nó chui vô nè, không đâu bây giờ nè, mấy đứa con nít này. Nói nó không có nghe. Chui vô chổng thế nào cũng có chuyện nè, thấy không? Đó, chỉ nhìn nhanh qua cái hang động đó một tí thôi. Mình chắc là mình sẽ ổn thôi. Không có đâu. Thằng này muốn bật cái siêu lên á. Nó tắt cái siêu luôn rồi, mấy con quái vật nó vô cái căn cứ luôn đó. Còn với cha cái thiệt. Wow, look at this place. Nhìn cái nơi này xem. Cái méo gì rồi xong luôn. Where did this thing come from? Oh, jeepers, it's massive. Well, I gotta find a way to get past it. So tìm cái đường đi ra cái nơi này thôi. Keyboard WASD, I là inventory, J là K. Trời, sao chóng mặt như này á? Không có xài phím chuột rồi. Anh em đợi tí, để tôi lắp cái tay cầm vô. Di chuyển trái phải, tương tác là nút X, go back là nút này, ba lô là nút trên. I need to be near something to interact with it. I need to be near some. Đây là cái cục đá thì tất nhiên mình không thể nào mà đẩy nó ra được rồi. Đây, bắt đầu nhấn A. Mình sẽ nối cái đường trên này xuống dưới này hả? Ủa? Hay là nói vô cục này? Yeah, fixed it. It's working now. Maybe I should try skimming that large boulder. Can chắc can cái cục thủy tinh này nè. I need to be near something to use the rock. I need to be near something to use the rock scanner. I need to be near something to interact with it. Let's see, iron, minerals. It's a rock, all right. I must lock my way out. What else can I scan around here? I'm not touching them. Wow. Cái méo gì ấy? Rồi. Con với giả cái thiệt. I can't get it. It's stuck under that rock. No, I can't move it with just my bare hands. Mình cần cái gì đó mới có thể di chuyển được cục đá này. Đây. Sử dụng cái đòn bẩy. Game này dễ đố kiểu gì mà trẻ con với gì ta. Hey, I got my rock hammer back. There's a big crack in the rock now. Bổ củi nào. I can't reach them. They're too high up. I can't use the hammer with that. Một đống gỗ luôn. À, có một số cái đinh. Đóng đinh vô. À, móc cái đinh ra. Không chừng mình đóng cái miếng này nó thành những cái cây thang á. Ít hả? Nút ít. Thất bại. Thất bại luôn. Rồi, thành công. Thành được cây thang. Đóng đinh vô ra được cây thang luôn. Chóng mặt quá. Ủa? Rồi cái cục pha lê xanh xanh trên trần nhà đâu ta? Kìa. There's no way I'm touching them. Cứ can vô là nó nổ là sao ta? The rock scanner made the blue gem explode. Let's try that again. Hey, another piece of the blue gem broke off. Lấy cái này nhét vô cục đá để cho nó nổ thôi. Trời ơi, nó lủng cái thang lên. I need to be near something to interact with it. I can't use the rock like that. No, it didn't do much. Maybe không đủ hả ta? Nó ra một đống luôn rồi kìa. Hey, more gems. Khoan, lấy cái này cái nữa chứ. Crystal surface that can withstand extreme temperatures. Bây giờ chiếu cái laser vô cục đá. Get game luôn hả? Ra màu đỏ. I can't use the blue gem with that. Lấy cục đá này chắc ép nó với màu đỏ. I need to be near something to use the rock. There's no way I'm touching them if they're glowing. The sides of the crystal rock. It says it's really brittle, but also says it can endure extreme temperatures. Làm sao? I can't use the blue gem with that. No, I don't need another rock. Use the blue gem with that. No, pushing on it won't do any good. I can't use the blue gem with that. Mày không hiểu cho lắm. Cái đỏ là nó chiếu tia sáng xuống cũng tan chảy. Làm lại thôi. I can't use the blue gem with that. Nóng chảy nào. Blue game là nó cho mình một cái mảnh thủy tinh. I can't use the blue gem with that. Ủa, nó bể luôn rồi. Trời ơi. No, Pushing on it won't do any good. Game này thì điều khiển nó mệt quá. Ủa, cục đá đâu? Đúng mệt con game nó thiệt. Pushing on it won't do any good. Bây giờ nhuộm xanh cục đá trước đi. Rồi bây giờ qua đây chiếu tia đỏ vô cục đá, nhưng mà tại sao thì nó không xuất hiện cái gì hết. Một cục đá xanh, một cục đá đỏ được không ta? Lava when scanned. I can't reach them. They're too high up. Gãy. Không hiểu gì hết. Dùng búa đập vào đá trước khi mình kết tinh nó. Bây giờ đá đỏ rồi tới đá xanh, hay là đá xanh tới đỏ? Chắc là xanh trước. Mất tiêu cục đá luôn. Bị lỗi bớt à? Trời ơi con game nó mệt, muốn lấy được cục đá là lắp cây thang rồi tương tác từng cái. Rồi qua đây lấy cục đá nè, rồi mình bắt đầu đục lỗ vô cho nó. Muốn lấy cục đá này thao tác gần chục lần vậy. Cái cục xanh lá này nó sẽ gia cố nhiệt cho cái này. Dùm này tương tác đúng mệt luôn á. Rồi bây giờ mới bỏ cái thủy tinh xanh vô, rồi mới cho nó nổ. Trời ơi nó mệt. Mình ra ngoài là chắc phát sinh cái gì đó có biến rồi đó. Rồi thấy đâu, cái máy mà bảo vệ nó phá bể rồi. Rồi với dòng ốt. Mồm với cha đát. Thằng con phá hoại thiệt đó. Đó, tôi đã tắt nó. Rồi bây giờ quá giật ngoài hành tinh vô, nó bắt hết trơn. Danger, danger Will Robinson. Demo chỉ có bao nhiêu đó thôi, cũng chưa nói lên được chất lượng con game nó hay hay dở. Bây giờ chúng ta qua một con game nữa đi. Không biết chơi game nào nữa. Con này con hành động cũng khá là lười chơi. Con này 2D nè. Con này thì xong rồi. Con này cũng xong luôn rồi. Con này thì nặng quá, chơi không nổi. Mới vô thử khoảng 30 phút thôi. Cái này phần 2 á ta. Game này lại dạng giải đố à. Cũng được. Rồi thử luôn đi. Not in the win. Rồi lại tiếp tục là trải nghiệm tốt nhất với cái console này. Lỡ lại chơi luôn. Không có vi sinh hay là vi sinh gì cả, nên phải để cửa sổ tiếp. Đây, chúng ta là con bé trong game nè, đi theo cái tia sáng này quá. Đồ họa con game này rất là đẹp nha. Animation cũng mượt, thì hiệu ứng ánh sáng đầu làm cũng ổn áp hết. Động đất hả? Wow, hai đứa trẻ bây giờ đã gặp nhau. Điện nói nó đưa hai đứa nhóc đến một cái thế giới khác luôn à. Đây, một đứa con gái thì ở tầng dưới, còn thằng cu này ở tầng trên. Bây giờ chuyển xuống con bé ở dưới. Rồi hai đứa cứ lấy được hai cái sợi lông, 3 sợi lông hả? À, mình sẽ ghép nó qua. Rồi con bé này nó đi qua. Ê, game này hay phết. Vậy là 3 sợi lông chim. Vậy mình qua một màn. Vậy tính ra là có 12-13 chương hết rồi. Rồi qua thử màn 2 coi làm sao. Bản demo này tôi nghĩ là họ cho 4 đến 5 màn là cùng. Rồi cái màn này sao nó dễ hơn màn nãy nữa vậy? Rồi bây giờ mình lại tiếp tục ghép cái cổng trên với cổng dưới. Đây. Đó. Rồi đi thẳng qua là được. Không cần hướng dẫn đâu. Mấy màn đầu nó đơn giản như thế này mà. Con này cảm giác giống là Dogoga vậy á. Ba vật và chữ ếch rồi 2 màn. Màn 3 không? 6/99 vậy là ít nhất là 33 màn nha. Nhưng làm sao cái đòn bẩy nó bật lên được ta? À, nó leo lên cái dây này được mà. Trời ơi, đến đâu khó khăn cái gì. Chắc mấy màn đầu nó thiết kế đơn giản. Xong màn 3, bây giờ chúng ta qua màn 4. Cái hình đó là cái hình dấu vô cực, nó cũng phân làm 4 cái góc của cái 4 cái map á. Con bé này ở dưới, thằng này ở trên. Không tới hả? Không tới cụm dây hả? Cũng không tới cái cục đó luôn. Mình sẽ đi từ cái ô xanh lá qua thì có thể là ngay đó. Đi ra hụt rồi. Rồi. Hai sợi, còn một sợi cuối cùng. Đi cái đường cửa xanh lá qua. Dẫn con bé này thôi. Con bé này sẽ leo lên trên. Đứng chờ ngay cái chỗ đó rồi ghép cái màu xanh dương qua. Nó sẽ đi qua bên phải cái rồi đi lại bên trái. Rồi ok, đẩy cái này lên. đi về. Nó đi đúng cái đường con bé hồi nãy đi là xong. Rồi, cũng ổn áp hết đó chứ. Câu đố tuy đơn giản nhưng mà nó cũng thú vị. Nhạc cũng rất là ổn áp nha. Tuy cái nhạc nó cũng không có nhiều nhưng mà nó cũng không có chán quá. Cái hiệu ứng là ở TPS đó. Màn chơi thứ 5. Con chuột này dẹp qua bên ơi. Bây giờ có cái cửa đỏ. Cửa đỏ thì mình chưa lấy được đâu. Thằng cu này đẩy được cái cục xanh lá lên ta. Nếu nó thiết kế cục đá ở đây là chắc ăn là mình phải đẩy rồi đó. Đẩy xuống luôn thôi. Đi qua cái cửa xanh dương, mình phải đi cái đường cửa tím. Ủa? Con bé này sao nó không đẩy? À, không cần đẩy. Nó cứ nhảy nên là lên luôn rồi. Đi đường cửa đỏ mới được. Mình phải đi đường cửa đỏ. Thì không đi vòng ở cửa xanh lá. Đi đường cửa tím. Một mình hai vai. Con đó giống con phượng vần lửa quá ha. Bản demo này cũng cho mình chơi nhiều phết đó chứ. Năm. Và cái thứ 6 nào bạn ơi. Ủa? Thôi, nó cho mình chơi có 5 màn thôi. Game ổn áp hết. Tuy nhiên là câu đố hơi dễ, gần như là chưa có suy nghĩ gì luôn. Wishlist thì tôi đã wishlist rồi. Ok, game ổn áp nha. Rồi, chúng ta có Lost in Space 2 demo, coi như đã xong luôn. 2 tiếng rưỡi. Đó, demo nó ngắn gọn như thế này thôi. Bây giờ chắc qua con này cho nó hành động. Con này thì tương đối giống với con nãy rồi. Còn game này là game gì đây? Hay là con thẻ bài này ta? Thẻ bài này đọc chữ thì nhiều lắm. Con này con gì vậy? Vẫn là con game thẻ bài nhưng mà nó dạng bừa bừa. Từ từ. Con này thì con game 2D nhưng mà tôi sợ nó tốn thời gian á. Mấy con như thế này nó thường rất là tốn thời gian luôn, nên chơi là khó nghĩ lắm. Nên chắc chơi con thẻ bài đi. Con thẻ bài. Đây. Đây kia, Minecraft. Một trò chơi xây dựng bộ bài của Gulai, khao khát được sống một cuộc sống hạnh phúc bình yên, nhưng số phận buộc bạn phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu. Tận dụng tối đa bộ bài và xuất sắc của bạn cho một thế giới tràn ngập kiếm ma thuật và súng. Đây. Nhìn nó khá là bựa nha. Game này chắc thể loại hài hài bữa bữa. Hy vọng là chúng ta có thể chơi ổn áp trong vòng 30 phút. Lại Unity nữa. Tưởng đâu một chấm hóa ra làm cái chấm kéo kéo luôn chứ. Là một ngày tuyệt vời, hãy đi câu cá ở phía tây của ngôi làng. Hãy đến phía tây của ngôi làng để đi câu cá. Đây là con gấu, con sói vậy, con gì nhìn nó xấu như vậy. Đây là cái lượng mana code là 1 á. À đây nè, 1/3. Mỗi tuần thì mình sẽ được 3 điểm này. Mana giới hạn là 4. Khi Anton thì tất cả lá bài của mình sẽ bị hủy luôn. Ừ. 15 máu. Nó đánh mình sẽ gây 3 đam. Đây là cái tuần đầu, cái tuần thứ hai của nó ở dưới. Ok. Siêu nè. Ây da. Chưa vừa mất 2 máu rồi. Cần câu hồi 12 máu rút 2 cạc, ngon nha. Cái cạc này chỉ sử dụng 1 lần thôi. Gây 5 đam thì chúng ta xài 2 lá thủ. Nó có cái nội tại là cái da mỏng hả? Bây giờ sử dụng cái cạc phép thì mới xiên được nó. Đây nè. Cái cạc này có hiệu ứng là mệnh thủy hả? Mana code là sẽ là 2/3 là sao ta? Không đánh được. Trời ơi, phải hy sinh 1 lá kia mới đánh được. Chết tôi rồi. Nó tán mình cái 5 đam nữa. Rồi ok. Bây giờ xài cái lá cần câu được rồi đó. Mà méo có lá cần câu. Cái gì? Mình gặp một cô gái, cây kiếm và khiên thì nó rất là nhàm chán. Hãy thử cái điều gì đó ngon nghẻ hơn. Em nói là dạng cho mình mấy cái lá bài bút bút cái gì đó. Cái này là cái nãy ma thực. Cái này là multi mana code hả? Cái này thì dùng được cả 2 cái luôn. Nó hồi 3 máu. Xong rồi nó tán mình 5 đam. D20 thì 4. Trời ơi, nó đen. Con game nhân phẩm vãi ra. Sắp chết luôn rồi. Cho nó đánh tán nữa thì mình hồi luôn. Cái lá này chỉ xài 1 lần luôn à. Méo ổn cho lắm. 4 may mắn thì mình quay được cục xí ngầu lên 4 lần nữa. Chết rồi, nãy xài lá này trước mới đúc. Ba nó vẫn còn 1 máu thiệt á. Rồi ăn cám luôn, nó chém cái phát 5 đam nó rồi. Từ từ để tôi suy nghĩ kỹ lại. Còn diện đi cho nhanh. Suy nghĩ tầm mộng gì. chưa gì đến boss rồi, thua chắc thua đó. Nó gây 12 đam cho mình là phải một cái khiên trước. Cái gì đây, siêu mà xí ngầu. Bạn có thể sử dụng siêu xí ngầu cho bất kỳ cái số nào trên màn hình. Cái con số này nó không bao giờ thay đổi cho đến khi mình chết. Ôi vãi thiệt. Thôi ăn cám rồi. Mình còn một máu à. À nó còn 2 máu nè. Chơi này chơi bẩn nha. 1 máu luôn. Thôi chết rồi. Tự nhiên chơi ngu. 1 thôi. Ừ 100 thôi. Ủa là sao? Rồi cái lá siêu xí ngầu của tôi đâu? Nó vẫn gây 12 đam. $15. Sáu là cũng to lắm. 6 cũng to luôn. Nhỏ nhỏ thôi. $12 á. Không có ghê vô cái chỗ này được. Không có ghê vô được. À phải gọi nó ra nữa. 5 cũng được. Ủa sao không nổ nó? Nữa hả? Trời ơi, còn có 2 rồi. 1 thôi. 3. Mình đổi cái số gì cũng được cho anh nha. Đổi thử cái số này á. À nãy quên xóa cái số này, trời ơi. Hàng gì nó không chết. Nè. Rồi mình đi, giờ mới đi câu cá được nè. Game này nó hơi bị khó nha. Mình có thể mà đi chậm hơn cái sương mù tím nó cũng được, nhưng mà tốt nhất là đi qua luôn đi. Chào mừng bạn đã đến con nhà. Cái nhà gì mà như cái bàn tay 5 ngón gì trời. Đây là cái khu vực của mà cái mộng giới hả? Ngã ba giữa các thế giới song song. Thế giới của chúng ta thì bây giờ đã không còn nữa. Tôi sẽ đưa bạn đến một cái thế giới gần như giống hệt nhau, nó nằm rất là vô tận. Tuy nhiên ở đâu thì bạn đi cũng sẽ nhận được một cái làn sương tím ở phía sau lưng đuổi theo. Tại sao? Nếu bạn có thể đi đến một trung tâm của thành phố Hoàng gia thì em này sẽ tiếp tục đưa mình lại đến một cái thế giới khác nữa để có thời gian mà mình có thể thư giãn mà câu cá. Trời ơi, đi câu cá mà khổ như vậy đó hả? Mấy cái này là mấy gì vậy? Cái điểm này ở đâu? À không nè. Chọn cái lớp nhân vật của mình. Bây giờ mình chỉ có duy nhất là cái mệnh thủy thôi. Rồi đi đâu nữa? Rồi cứ đứng ở đây dòm vậy luôn đó hả? Là dạng như những cái thánh tích của mình. Cái thánh tích là sẽ kích hoạt khi mình nhắm vô đó cho cái hiệu ứng. Yêu cầu phải chapter 2, nhấn nó để active. Rồi đi thôi, chơi thử màn á. Vẫn là cái khung cảnh quen thuộc như thế này. Chúng ta hãy đi xa hơn một chút xem thế nào. Có cái ba lô. Đi cái đường trên, đường dưới gì cũng như nhau thôi. Đi đường dưới đi. Quân 1 nó gây cho mình 5 đam luôn. Nó gây cho mình 7 đam. Số 6 mình vẫn chưa đánh nó được. Sáu mươi lăm đam. À 6 với 5 đam. Tiền để làm gì ta? 6 random card trên tay của mình. Không. Không hiểu cho lắm. Khi mà mình sử dụng cái lá này nó sẽ hủy 3 lá bài của mình. Mỗi cái lá bị hủy thì nó sẽ nhân đôi cái card này lên. Thử cái lá này anh. 9 đam focus vô mình. Nó tới 3 ống máu là sao ta? Sáu đam thì không sao, 6 đam cùng lắm nó cắn mình thôi. 4 x 3 12 gây đam 1 đến 8 hả? Trời ơi, nó ra 2, không để chịu ăn 6 đam trời. Đi ra lá mới không sao. Công nhận cái lá này ngon. Cái lá này ngon. D8, D6, D4. Nhiều lá mới lạ quá. 2 lá thủy luôn hả? 2 lá thủy thì chơi không nổi. Gây D12 đam cho mình là D8 lết. Lá này ngon. Cái này là dạng cái shop hả? Mình có 6 tiền. Cái lá này chỉ xài được một lần thôi, còn lại nó reload. Quá nhiều thẻ bài luôn á, mới chơi lần đầu mà nó đưa mình quá nhiều thẻ. Hai con luôn rồi. D4. Nó vừa mới đánh bao nhiêu đam vậy? Rút 2 cạc. Bây giờ lóc. Con này nó đánh 5 đam, mình cho là D6 chắc cho bao 8 lốc luôn, ngon rồi. Trời ơi, nãy biết gì xài lá này rồi. Dạ. Ba cục xí ngầu. 10. Không có lá thủy rồi, chết tôi rồi. Bốn với bốn là 8 thôi. Chặt con vịt này đi để nó không có trừ bài mình. Chính đam mình có một lá phép. Lửa với máu hả? Không có cái lá nào hết. Bây giờ giết luôn con này nè. Nhưng mà giết bằng cách nào thì không biết. Đây, đây, đây. Lá kích này đủ luôn này. Ba thôi. Gây 10 đam, tàn hình. Gây 12 đam là sao? Quá trời, nó nhiều thẻ, không biết cái nào là cái nào luôn. Cứ chơi đi. Bốn đam còn kết cho nó gây 2 đến 8 đam. Đam như con này nó 17 đam. Game này tùm lum quá. Cái này chắc ăn trên 8 rồi nè. Chết rồi, không có quỷ được hả? Thôi rồi rồi, bấm vô là bắt buộc phải xài, bấm nhầm thì cũng chịu nữa. Cái lá này có phải mana đâu, nó là cái lá thường mà. Rồi chết luôn rồi. 4 với mà 8 tối đa, nó cao lắm thì 16 đam thôi. Cái lá này không xài được. Tài mực 4 máu. Bữa nó không cúp bài nữa hả? Cúp được 2 lá mà. Thôi toan đưa rồi. Game này nó quá nhiều thứ phức tạp đi, nên đến bây giờ vẫn chưa có nhớ được cái gì cả. Bắt đầu một tuần nhận tới 4 cạc lắm. Nó đánh mình 16 đam. Quá giờ nhiều thứ đi. Rút 4 cạc, đặt 2 cạc lên trên tay, sau đó biến mất luôn. Cái này nãy mình vô là lựa cái gì ta? Ba lô chắc mua đồ. Cái gương là cái gì? Đam 8 thủ kinh dị. Sáu, năm. Trời, nó bút kìa. 9 đam thì mất một máu à, 2 máu, còn 2 lửa nữa, nó còn 24 máu. Cái lá này mình chả xài được luôn. D6 lóc. Mười hai thì nó còn lại 12 máu hả? Méo ổn rồi. Chơi ngu luôn rồi. Thôi kệ mất máu thôi, chả hiểu gì cả. 12 với 8 là 20. Thiếu một cái con ma pháp. Sao? Còn 7, 7 thì 44 là đủ. Quá trời nhiều thẻ này. Nó một đống hiệu ứng nữa chứ. Kiểu con game này nó làm, nó nhét một nồi vô á. Nó thích cái gì là nó nhét cái đó vô à. Cướp thêm 8 nữa. Nên xóa cái này của nó không ta. 7 đam thì đam á. Trời, 7 hình 6 như cứt. Bỏ luôn 3 lá này. Mất là cái đống đam luôn. Không có lá nước nào luôn rồi. Đam 8 bút 6 máu. Mất 3 máu nữa, còn 14 hả? 10 á. Game này nó quá nhiều thứ đi, chưa thể làm quen được. Mỗi lần thì nó lại ra một nùi như thế này nữa nè. không hiểu gì cả. Hồi HP mà nó hồi được chút xíu à. 10 né tránh. Ghi 4 đam lặp lại 4 lần. 12 lóc 7 máu. Rút 2 card cho anh 2 lóc, tức là đánh vô thì nó sẽ rút 2 card cho anh 2 lóc hả? Hết luôn rồi. Con này giống con gấu hơn là con sói á. Đau nghe. Trời trời, nó ra cái đống luôn. Này hả con? Cầm cái ghế đập đầu nó. Rồi nó lại ra thêm một đống bài mới nữa. Không biết cái gì cả, quá nhiều thứ đi. Rồi tới đây thua là vừa rồi. Tôi bó tay rồi. Game này nó phức tạp quá. Cái gì? Trời, phải đánh hai con bên đây trước hả? Đam 7 đam 7 mù, 10 đam tất cả này enemy. Đây gọi hai con chim nữa kìa. Bỏ tài mình còn với 11 tủ nữa. Rút 4 lá, đặt lại 2 lá. Mười 12, con này 20. Một cái này với một cái này là được. Nó lại gọi em 2 con quạ nữa hả? Thôi kìa tiếng con quạ đi cho nó gọi 2 con đó đi. Không có lá nào hình trái tim này để xài luôn á. Cám luôn rồi, chết tôi rồi. Đến lần nó mất có một máu à. Chuẩn bị nát rồi đó. Rồi tên sao là chết luôn. Còn 2 máu. Hết bài, còn 10 điểm. Rồi, hai nó ra hai tiếp. Game đúng nhân phẩm luôn. Hai nó cũng ra hai luôn. Rồi nãy biết gì chỉnh máu lại đầu win này. Thua. Nãy chỉnh máu nó về mất cái này nè. Rồi. Ok. Game này nó quá nhiều thứ đi. Nên tạm thời là chắc phải chơi vài chục lần mới hiểu được cơ chế game. Rồi, tạm thời như thế này là được rồi. Nghe rồi nữa chứ. Đây, Gomancer. Giống mà Necromancer nhưng mà nó chơi chữ lại thành cục xí ngầu á. Thôi, hôm nay thì chơi được 3-4 game này. Rồi, ok, bye bye anh em.